Nhà vườn Thanh Võ bên em đang công tác chuẩn bị cậu 4 cây trà là trung đông để giao trồng cho khách hàng ở miền Tây. Thì hiện tại là đang cậu cây đầu tiên lên xe rồi nè quý khách hàng. Hàng trà là trung đông này thì đã được bên em dâm ủ rất là khỏe rồi, nên là quý khách hàng mình về trồng là hoàn toàn yên tâm nha. Lóng rất là đẹp luôn, lá xanh mướt luôn, bộ rễ rất là chất lượng luôn. Hiện tại thì bên em gói bầu rất là kỹ, nên là dù có vận chuyển đi xa thì quý khách hàng mình hoàn toàn có thể yên tâm nha. Dòng trà là trung đông này thì trồng khuôn viên vườn lớn nè, cảnh quan sân vườn biệt thự, khu du lịch, khu sinh thái cũng rất là đẹp nè. Bên em thì số lượng cây trà là trung đông thì rất là nhiều, kích thước cây cũng rất là nhiều luôn. Lóng 2m, 2m rưỡi, 3m, 3m rưỡi, 4m thì bên em đều có đủ hết. Hàng bên em toàn bộ là hàng trà là vip, thân mập, lóng đẹp. Bên cạnh cái dòng trà là trung đông này thì nhà vườn bên em cũng còn rất là nhiều cây ăn trái khác và những cây trồng cảnh quan khác để phù hợp cho quý khách hàng mình trồng khuôn viên vườn nhà sân vườn nha. Thì quý khách hàng nào đang quan tâm những cái cây ăn trái hoặc là cây trồng cảnh quan độc lạ thì cứ liên hệ ngay cho nhà vườn Thanh Võ bên em để được tư vấn thêm nha.